Bạn là iFan và đang cần mua iPhone để có thể sử dụng ổn định lâu dài nhưng chưa biết chọn chiếc máy nào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của DigiView. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng với mình tìm hiểu top những chiếc iPhone đình đám và đáng sở hữu bậc nhất trong năm 2022 để tìm ra chiếc máy phù hợp với mình nhé. Siêu phẩm đầu tiên mang tên iPhone 8 Plus với giá chỉ từ 6.490.000 đồng. Và trong năm 2022 này thì thiết kế của iPhone 8 Plus cũ vẫn được đánh giá khá cao khi sở hữu màn lưng bằng kính cao cấp và cảm biến Touch ID. Điều này thì còn giúp cho máy có khả năng sạc không dây và khá nước nhẹ. Màn hình của iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại đã có một chút lỗi thời với công nghệ màn hình IPS LCD. Tuy nhiên thì hiển thị trên máy vẫn cho màu sắc trung thực và chất lượng sắc nét. Hiệu năng trên iPhone 8 Plus vẫn rất ổn định với con chip Apple A11 và dung lượng pin khiêm tốn. Nhìn chung thì người dùng có thể yên tâm sử dụng và có thể update iOS mới nhất từ 2 đến 3 năm nữa và rất là ngon. Máy có 2 camera với camera chính có độ phân giải lên tới 12 megapixel cho khả năng zoom con ảo 2x. Trong năm 2022 này thì cụm camera vẫn làm tốt vai trò của mình và cho khả năng chụp ảnh ấn tượng. iPhone 8 Plus hiện vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu với người dùng yêu thích thương hiệu của Apple. Không quá quan trọng về thiết kế, tính năng và đặc biệt sử dụng ổn định ở cả hiện tại và cả tương lai. Vì đã 5 năm tuổi rồi nên hiện nay iPhone 8 Plus đã không còn hàng mới trên thị trường. Và để sở hữu một chiếc máy cũ với chất lượng và giá tốt, bạn có thể ghé ngay một trong những hệ thống của di động thông minh trên toàn quốc để trải nghiệm nhé. Siêu phẩm thứ hai của nhà Apple mang tên iPhone SE năm 2022 với giá chỉ từ 11.990.000 đồng. Về thiết kế tổng thể thì iPhone SE 2022 có thiết kế quen thuộc được duy trì tại iPhone 8 với 3 màu tùy chọn là đen, trắng và đỏ. Điều này khiến máy có phần trông hơi lỗi thời ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì máy lại được trang bị hiệu năng mạnh mẽ nhất hiện nay là con chip Apple A15 Bionic. Con chip đã được trang bị trên iPhone 13 Series. Ngoài ra thì thời lượng pin cũng được nâng cấp đáng kể khi bạn có thể trải nghiệm liên tục cả ngày dài và có hỗ trợ sạc nhanh 20W nữa đấy. Bên cạnh hiệu năng siêu đỉnh thì máy vẫn sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu về nhiếp ảnh, đặc biệt là trong môi trường đủ sáng với camera chính 12 megapixel và camera selfie 7 megapixel. Và nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Apple A15 thì máy có thêm nhiều tính năng cao cấp như công nghệ Smart HDR và Deep Fusion, giúp chụp ảnh đêm và chụp xóa phông chất lượng. Và nếu bạn là fan trung thành của Touch ID, màn hình nhỏ gọn và cấu hình mạnh mẽ nhưng không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn thì iPhone SE 2022 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo trong phân khúc tầm trung. Siêu phẩm thứ 3 mà mình muốn giới thiệu tới mọi người đó là iPhone 11 với giá cũng chỉ từ 11.990.000 đồng. Ở thời điểm hiện tại thì iPhone 11 vẫn là một dòng sản phẩm nổi bật giữa hàng loạt siêu phẩm mới ra đời và vẫn thuộc top iPhone được yêu thích nhất của Apple với thiết kế tương đồng với đàn anh iPhone XR. Các cạnh đã được bo cong, đem lại cảm giác cầm nắm khá thoải mái. Kèm theo đó là bộ sưu tập màu sắc phong phú, đa dạng. Màn hình của iPhone 11 từng gây thất vọng bởi chỉ có màn hình Liquid Retina HD+. Tuy không quá nổi bật nhưng trải nghiệm trên iPhone 11 vẫn rất ổn. Và có lẽ chính điểm yếu này lại trở thành điểm cộng khi mang đến thời lượng pin bền bỉ hơn. Mặc dù đã 2 năm tuổi nhưng hiệu năng trên iPhone 11 trong năm 2022 vẫn thực sự rất tốt. Với con chip Apple A13 thì người dùng vẫn có thể yên tâm sử dụng với mọi tác vụ, đồng thời vẫn có thể update lâu dài trong khoảng 4 đến 5 năm nữa đấy. Với hệ thống camera kép có độ phân giải 12 megapixel, iPhone 11 vẫn đem lại chất lượng ảnh trung thực và sắc nét. Ngoài ra thì với thời lượng pin khá là ổn áp lên tới 3.110 mAh, máy có thể sử dụng liên tục lên tới 8 tiếng và khiến người dùng khá là hài lòng. Và đối với những iFan thích trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ, ổn định tương đồng với iPhone 12 và vẫn muốn tiết kiệm thì iPhone 11 là một sự lựa chọn hợp lý đấy nhé. Siêu phẩm thứ tư mang tên iPhone 12 với giá chỉ từ 16.190.000 đồng. iPhone 12 mang thiết kế vuông vức quen thuộc đã từng xuất hiện trên thế hệ iPhone 5 trước đó. Máy được hoàn thiện mỏng hơn với cụm camera lớn hơn, đem lại cái nhìn vô cùng thời thượng. Máy cũng được trang bị tấm nền Super Retina OLED thay vì IPS LCD như thế hệ tiền nhiệm. iPhone 12 sở hữu con chip Apple A14 Bionic mạnh mẽ. Mọi thao tác hàng ngày hay dùng để chiến game nặng đều có thể chạy mượt mà trên chiếc máy mà không lo giật lag. Không chỉ được nâng cấp về thiết kế và cấu hình thôi đâu, camera trên iPhone 12 cũng được nâng cấp đáng kể với những thông số vô cùng ấn tượng. iPhone 12 đem lại những bức hình màu sắc chân thực và cải tiến hơn đáng kể với iPhone 11 đấy nhé. Có thể thấy iPhone 12 là một sự nâng cấp hoàn hảo của iPhone 11. Vẫn có giá bán phải chăng và một màn hình lớn hơn.
iPhone 12 sẽ là một phiên bản nâng cấp cho những ai muốn lên đời iPhone để sử dụng lâu dài. Siêu phẩm cuối cùng và có lẽ cũng là cái tên hot nhất trong năm 2022 vang tên iPhone 13 Pro Max với giá chỉ từ 28.990.000 đồng. iPhone 13 Pro Max thừa hưởng thiết kế đặc trưng từ iPhone 12 Pro Max khi sở hữu khung viền vuông vức, mặt lưng kính cùng màn hình tai thỏ tràn viền. Cho tới thời điểm hiện tại thì iPhone 13 Pro Max vẫn là một sự lựa chọn cao cấp và hoàn hảo bậc nhất năm 2022 của Apple với màn hình tần số quét 120Hz và công nghệ ProMotion. Máy sở hữu con chip Apple A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5 nanomet, bộ nhớ trong lên đến 1TB đảm bảo mang lại hiệu năng tốt nhất mà vẫn tiết kiệm pin. Với sức mạnh siêu bền bỉ đến từ con chip này, bạn có thể sử dụng trong vòng 4 đến 5 năm nữa vẫn rất là ổn áp. Đặc biệt thì iPhone 13 series năm nay còn ra mắt thêm màu xanh lá siêu trendy và sang trọng, thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường của Apple. Và mình đảm bảo với các bạn là màu xanh Alpha Green trên iPhone 13 Pro Max sẽ làm bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên và muốn dính ngay một em về trải nghiệm đấy nhé. Nếu bạn đang sử dụng một chiếc iPhone đời cũ và sẵn sàng chi ra ở một mức giá cao hơn để trải nghiệm cảm giác mới thì việc nâng cấp lên iPhone 13 Pro Max là một điều vô cùng đáng giá. Và các bạn ơi, nếu như các bạn chưa biết tìm mua ở đâu thì có thể tham khảo ngay tại Di động Thông minh. Di động Thông minh hiện đang là hệ thống ủy quyền chính thức bán lẻ của Apple tại Việt Nam. Do đó, khi mua hàng tại đây thì người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như chế độ bảo hành. Tại đây thì chúng tôi cam kết luôn có hàng, sẵn hàng và giá cả hợp lý nhất. Sản phẩm chính hãng nguyên siêu, bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 tại các trung tâm bảo hành chính hãng. Hình thức thanh toán và mua hàng đa dạng, hỗ trợ trả góp 0% và hỗ trợ thu mua đổi mới. Thái độ tận tình và chuyên nghiệp, nhiều ưu đãi, khuyến mãi và hậu mãi. Hãy liên hệ ngay với chuyên viên tư vấn để được giải đáp thắc mắc qua hotline của Di động Thông minh nhé. Vậy là trong video này, Di Review đã chỉ ra cho các bạn top những chiếc iPhone đáng sở hữu bậc nhất cho năm 2022. Bạn ấn tượng với siêu phẩm nào nhất? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Và cũng đừng quên để lại một like, share, subscribe cho kênh YouTube của Di Review để chúng mình có động lực làm thêm những video hữu ích khác nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.